đó. Hello mọi người, thì bây giờ thì như mọi người biết là vô tình thôi nha, em có xem cái clip ở trên mạng là có cái người đó, người ta nói em là ăn mặc hở hang đó mọi người, tại địa chỉ là cá viên chiên Bội Nhi 15 Trần Hòa. Thì bây giờ em qua đây em ăn cá viên chiên nè mọi người, để tí xíu nữa em sẽ cho mọi người gặp cái người nói xấu em nha. Người ta nói em ăn mặc hở hang này kia đó nha. Ủa cười vậy mẹ? Có cười má ơi, ăn ngon đúng không? Thấy thấy bà ăn cái viên chiên vui. Vui ha? Vui. Bội Nhi gì đó má? Nói nghe nè, ủa thì bà ăn mặc hở hang, bà qua đây bà ăn mặc kín đáo, trong khi đó bà ở nhà thì bà mặc áo dây rồi này kia, bà ngồi uống ngao uống ngực rồi bà đăng hình lên Facebook, rồi bà vậy bà có sao nói vậy? Tôi đâu phải nói gì đâu mọi người, là ta đưa cái hình lên đàng hoàng là em ở nhà mọi người, thì em coi vô tình cái clip này nó chỉ là một cái áo em mặc hình vuông với lại cái áo dây màu đỏ thôi. Trời ơi, nghĩ sao mà đưa lên nè, trên Facebook mà nghĩ sao mà đưa nói lên. Em nói em hở hang này nha, nè cái áo chỉ là chụp ổn đó, đó ai bình thường cho mình đàng hoàng đi chụp ổn vậy má. Rồi nhìn lại mình coi, coi tôi bình thường mà mới thấy kéo xích xuống, tôi mặc áo yếm đàng hoàng không có gì hết trơn. Trời ơi, cái này là bà kéo áo ta đúng không? Em mặc áo yếm, em mặc áo yếm nha mọi người nha, rất là bình thường đúng không? Dạ. Đâu có gì đâu đó. Ờ, áo yếm mọi người coi xích lại đi, cái gì sửa lại cho cổ cao rồi cái cổng cao rồi. Thấy không, em ở nhà thôi, em chỉ là đi công việc và phụ gói hàng thôi đó, mà nó nói em á hả, ăn mặc hở hang này kia, thì hình ở trên mạng thì mình chụp cái áo cổ vuông thôi đúng không, mình đưa những cái áo này thì gịch xuống cái nó cũng vuông nè, gịch xuống đi không gịch đi, tự nhiên ta vậy thôi chứ có gì gịch lắm. Trời ơi, tự nhiên ta mặc áo yếm gì mà kêu gịch trời đúng không, mà tự nhiên chụp hình thì chụp vậy đi, chụp vậy đi phải không, chụp vậy nè. Ờ đó kìa, đó vậy đó. Rồi thôi thì đưa cái eo ra đúng không, cả nhà đúng không mọi người. Bây giờ đưa thử đi nè. Bởi vì kia ta đưa vô cây bụi một cái bát. Không phải, thật sự thì em cho mọi người coi là một người son của mọi người nhìn ra được nha. Bị mụn mà thôi. Bị mụn nha mọi người, thật sự. Bởi vì có mụn, nổi còn bỏ nóng trên người nè, không mặt còn 2-3 cục bụi nữa. Chắc cũng chưa. Nó giỡn cả nhà, mình có đi ngang địa chỉ 15 Trần Hòa. Thì nhớ Trần Hòa nha. Thì nhớ ra ủng hộ cái viên kia cho cả nhà nha. Đó. Hỏi clip mà. Trời ơi. Bà cũng vậy à, ăn mặc thở hang mà nói anh ta. Ồ mình thấy rồi, để đi mọi người, rồi mốt á Nhi chụp rồi Nhi còn hình của Du My nhiều lắm rồi. Ồ cái hình mà bữa mà tôi đi chuồng bà trên đồn công an còn luôn đó má. Thì hình chuồng trên đồn công an thì bắt đầu mình đã hai chim có hình như là Vũng Tàu. Bữa nay mà bà có giống như Vũng Tàu đấy, chưa là qua rồi má, bữa nay bà giống tôi đi đi má, tới bà giống là được rồi. Họ ẩm là Du My qua Bội Nhi có tặng quà gì không Du My? Em qua Bội Nhi có tặng quà là em cảm ơn nha. Ê, cái điện thoại của tôi phải không? Của lão gia. Thử Du My tặng. Dạ em có tặng cho Bội Nhi hai cái ốp điện thoại cho mọi người nha. Đó, một cái ốp điện thoại trong thì hiện tại mọi người thấy là Bội Nhi cũng đang xài luôn đó mọi người. Dạ. Đây, sẵn lì xì cho Bội Nhi 100 đô. Thôi đi má, tiền của người ta má. Nó buồn lắm. Là có sẵn. Trời ơi. Ở đâu ra mà giờ mày lì xì mà đưa tận tay đây? Không có tiền mà, tôi bớt tặng là không có 1 ngàn nữa. Trời ơi, bớt thang thì má ôm má. Nè, tôi có 5 ngàn lấy cũng tiếu đi má. Trời ơi, giờ bây giờ nói thật là chủ yếu mục đích là qua đây để đôi chối ba mặt một lời thôi. Nói tôi ăn mặc hở hang này kia nọ. Đây, hãy nhìn lại chính mình. Thấy không? Bình thường, đúng không quý vị? Trời ơi, ta mặc đồ áo yếm của đàng hoàng, cái kêu lúc một giây con người của bà lo. Đó vậy rồi, cả nhà mình nhớ qua địa chỉ là 15 Trần Hòa, ủng hộ cho các viên chiên Bội Nhi nha. Đó rồi, số điện thoại của Du My quý vị cho đi, cho số điện thoại lên. Số điện thoại của em là 0903513519. Số đó được hoạt động từ 9 giờ sáng 9 giờ tối, qua 9 giờ tối là có người canh giữ nha mọi người, để như sẽ gặp bất ngờ vui vẻ nha, vui vẻ đó. Còn áp điện anh Bự thì số đó gặp anh Bự nha. Đồ này nhìn trai chứ bộ tóc đồ ha. Dạ hiểu rồi. chưa có ai gước hết Du My ơi. Chưa biết chừng nào ngoài cái lạnh bự hồi đó giữ luôn rồi đó. Chương trình lại giờ là trời thì mưa thôi, giờ Du My về ra ngoài mà mua nửa xe cá viên chiên đi cho ta đi dọn sớm ha. Ủa sao nhiều quá đâu. Không rồi, tự nhiên mới ăn cái này tự nhiên nó nghẹn luôn á, để uống chai đào uống bằng cái muỗng á. Thôi đúng rồi, em cứ hỏi giá nữa xem nhiêu đi. Trời ơi, giờ như Du My thì mình bán bao nhiêu mọi người? 72.800.000 để 4 ngàn.
Jimmy giờ này già đúng không? Dạ. Đeo rồi giống một sọt kim cương rồi đó. 78 nè. Ừ, cái này của kim cương thiên nhiên á, địa chỉ là 336 Bạch Hổ Mang cả nhà. Có là bữa đó em hôn là mua cái chị Ngọc Trinh thanh lý lại được cái hộp này á. Ủa còn? Còn, bây giờ đâu có ấy là đã học ngủ quá, có một như túi này cũng có Ngọc Trinh nè, mọi người thấy không? Như vậy? Cái túi này của chị Ngọc Trinh của ổng là đăng thanh lý là quảng cáo là 1 tỷ mấy đó, mà em mua cái này ở trong chợ Bà Chiểu có 130. Ủa sao không nói luôn rồi bao nhiêu tiền rồi để người ta hồi nữa rồi. Sách đồ hiệu rồi đứng đường chứ làm gì mà. Thôi má, cái này là ủa, cái clip này quen quen là đồ hiệu đứng đường. Đi Malaysia không? Đi phải là làm gái. Ừ đó. Đâu biết nào. Sách ba cái vỏ bị chúng ta người ta chửi đó má. Bữa nay cái tóc cục luôn thì tù quá. Bữa nay cái tóc cục rồi đi tù. Cái tóc cục luôn rồi. Rồi tờ quà với đầu vàng. Jimmy ơi, lâu quá anh không gặp em, anh thấy em đẹp hơn á Jimmy ơi. Ừ. Em đẹp hơn hả? Ừ. Thì giỡn nha. Thế. Anh không cái tâm hay sao? Đó, em lúc nào cũng đẹp trong anh. Rồi ok, nói chỉ cần là anh thấy đẹp thì em gì xì anh mỗi người 500. Trời ơi. Trời ơi. Kiếm vô. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn Jimmy. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Da trắng quá, đẹp quá. 500 luôn. Rồi. Dạ nó giỡn nha mọi người. Cái này là của một của đây của chị Ngọc Ngô, chị gửi cho anh Hân với lại anh Tâm nha, chứ em không có nghe. Em không có tiền đó. Trời ơi. Quỷ ma. Phải. Mục đích là qua đây nhất là gặp Bội Nhi để đòi chói, thứ hai là gửi cái tiền lì xì của chị Ngọc Ngô. Địa chỉ quán của chị là Ăn Bạch Hai Lắc 15 Đặng Chắc, phường 2, quận 8. Nên mọi người có qua, ví dụ như mọi người thích ăn những cái kiểu mực nướng, mực xào thì ủng hộ chị Ngọc trà sữa. Còn mình ăn cái bí chi thì qua Bội Nhi, địa chỉ của Bội Nhi là 15 Trần Hòa, quận 5. Còn của chị Ngọc Ngô là 15 Đặng Chắc, phường 2, quận 8. Đúng 15 luôn hả? Đó, cái này là cái phần quà của chị Ngọc Ngô gửi cho anh. Cảm ơn chị Ngọc Ngô rất là nhiều. Chị Ngọc Ngô. Dạ. Bữa nay Jimmy lì xì. Thôi vậy giờ hai ông lì xì ngược lại hai đứa em đi. Bây giờ anh ăn em nè. Đó. Ăn luôn Jimmy luôn nè. Đó. Bữa giờ rồi ăn hoài vậy đó. Là hai người chia ra hai đứa em luôn. Hai chị em luôn. Ờ, mỗi người ăn người. Dạ nó giỡn đó nha, phải tiền của em đi cả nhà nha. Trời mấy anh đừng có ghi cái áp sành là Jimmy qua lì xì không có nha, người ta không cái cá như vậy đó. Jimmy qua lì xì YouTuber mỗi người 5 Jimmy giàu này giàu lắm mà. Sao lì xì mày. Đúng không? Dạ cái đó là tiền của chị Ngọc gửi cho cả nhà nha, cho em có đâu cho bớt em nè. Nói thiệt mọi người là còn 400. Cho 400 đi má. Với lại 5.000 là 405.000 nè, kiếm 1.000 không có mà rồi. Bây giờ chờ cương đi cho xin thấy quẹt đi được nhiều lại. Thế xe ai rồi. Thấy không, cái chuỗi em gõ gàng không mọi người nha. Đờ, y, hỏi, nó mới chuỗi em gõ gàng đó. Nó, chứ định cùng đi mà cho tiền không cho, tại vì mà cho đưa cái thẻ xe. Cái tiền nó cho mẹ. Bớt thang đi. Trời ơi, mà giống ông Hưng quá trời, giờ than quá trên than, đụng đó là than. Đụng đó là ra không. Cái tiền nó nói vậy đó, chứ cho đi cho 200 rồi mà. Nín liền không? Thì có tiền nó nín liền. Mà không lấy 200 luôn. Anh nói rồi, nãy con lên tiếng gì đùa, tôi nghiêm trọng. Trời ơi, hôm nay là rồi mọi người ơi. Rồi gọi đi bút xô luôn nè. Mọi người ơi, mọi người rảnh mọi người ra số 15 Trần Hòa, phường 10, quận 5 ăn ủng hộ em nha. Còn nếu như quý vị ở quận 8 thì ghé số 15 Đặng Chốc, phường mấy quận 8? Phường 2, quận 8. Ăn ủng hộ chị Ngọc Ngô nha quý vị. Trên bảng hiệu là có chữ Ăn Vặt Hai Lắc, đúng không? Ăn Vặt Hai Lắc, trà sữa su su. Đó, mọi người thương thì ghé đến ủng hộ và tất cả các địa điểm ăn uống trong cái mùa dịch Covid nha quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.